Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn của mình học phá game đầu tiên nha. Mình đi on. Let's go. Ok. Rồi mình sẽ tắt xuống các bạn nhớ nhìn. Ok, let's go. Cái gì trước mặt kia? Ồ, cái này để bắn để nắm băng. Đóng băng lại. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Hello, Sniper. Let's go. Australia 1. Let's go. Phần 1 của tựa game này thì các bạn sẽ đi theo một quả bóng. Sau đó thì sẽ đi giải cứu một cậu bé. Cậu bé đó bị một ông bắt cóc. À, một ông bắt mất. Ông ta đánh đập cậu bé đó xong ông ta rốt vào trong căn phòng. Nhưng mà các bạn tìm hoài không thấy. Và phần 1 này thì các bạn sẽ bị ông ta bắt về cuối phần 1. Phần 2 của tựa game này thì các bạn phải thoát ra khỏi căn nhà của ông ta. Rồi, let's go. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong căn nhà của ông ta. Và chìa khóa của ông ta thì ông ta giấu ở trên cao. Bây giờ thì mình sẽ phải đột nhập dần dần. Đầu tiên sẽ phải nhảy lên trên căn mái này. Ông ta ra ngoài rồi. Tìm cách để nhảy lên trên này nào. Let's go. Ok, đã có món đồ. Ông ta đang ở đây. Xem ông ta có đi lên trên này không. Ồ, ông ta đi ngược lại.
Giờ mình phải đợi ông ta đi tiếp. Ok, let's go. Ok. Ông ta đang vào trong căn phòng rồi. Bây giờ mình sẽ phải đợi. Rồi, lấy món đồ này. Sau đó chạy ra ngoài. Ok, let's go. Lấy chiếc chìa khóa màu đỏ là. Cho ông ta leo mình đi. Ok, mình đã vào bên trong căn hầm của ông ta. Và bây giờ sẽ đột nhập tiếp vào bên trong. Mở cái cửa ra nào. Let's go. Tiếp tục vào, let's go. Mình sẽ bật công tắc ở đây. Ok, đã hoạt động. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Big Guy Chapter 7. Let's go. Ok, mình sẽ vào lại. Let's go. Rồi, ở đây thì đang có chiếc chìa khóa màu vàng này. Mình đã mở được cửa ở đây rồi. Một chiếc búa Amos đập luôn. Yellow guy. Đây là màu xanh. Một tấm thẻ. Đi sâu trong đây xem thế nào. Cũng phải tấm thẻ. Chiếc chìa khóa màu trắng kia rồi. Còn đó mới đang ở đâu. Oh my gosh. Phải có một tấm thẻ thì các bạn mới vào được bên trong để lấy chiếc chìa khóa màu trắng. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ xuống đây xem có
chỗ nào mở cửa không. Ồ, đây cần phải có một chiếc búa. Wow, con này đi luôn đường vòng. Giờ đi nào. Rồi mình sẽ ra lấy lại chiếc búa đó. Let's go. Oh my god. Wow. Nó vào nhanh quá, đâm ra mình không kịp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Let's go. Play. Ok. Rồi, mình sẽ phải nhảy từ từ. Tên của mình là Player. Wow. Oh my gosh. Đó, các bạn cứ đi từ từ. Còn 10 người cơ. Còn 9 người. Wow, rất là đông. Rồi, nhảy vào đây. Ok. Thắng rồi. Đồ tranh. Tap to start. Các bạn có thể mua cho mình chiếc áo riêng. Còn không thì các bạn cứ để màu trắng thế thôi. Và các bạn chỉ cần nhớ tên nhân vật là được. Rồi, let's go. Wow, anh chàng này đi cùng với mình. Và dễ mình chết cùng anh ta thì chết. Bây giờ thì mình phải tạo khoảng trống riêng thôi. Oh my gosh. Không thể tạo khoảng trống riêng rồi. Bắt buộc phải như thế này xem. Mình phải cho mấy anh chàng này không còn chỗ để đứng. Rồi. Ở đây là cách mình phải chiến thắng. Ok, let's go. Vẫn chưa có một skin gì. Không biết có phải nâng cấp skin hay không. Đây, để màu này đi. Ok, let's go. Wow, một nắm đấm. Oh my gosh. Cậu ta ăn ngay nắm đấm và mình đã thua. Oh man. Rồi, ok. Nắm đấm đang ở bên kia. Nhưng thôi, mình sẽ tránh chỗ đó ra. Những anh chàng này thay nhau giết nhau. Còn 6 người thôi. Người, mình thắng chắc rồi. Một mình khoảng to như vậy thì chắc chắn là thắng. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Payback 2. Let's go. Thank you.
tiêu diệt các anh trong này. Ok. Continue. Let's go. Đi vào giữa. Oh, mấy xe này chơi nhau. Oh my gosh. Ok, rồi, Pac-Man. Đây là một nhân vật Pac-Man đầu tiên. Và khi các bạn download game này về và chơi, và đây là một nhân vật rất là khỏe và hay. Thắng ở đâu? Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Bazistom. Start game. Oh, hi. Hi. Welcome to my schoolhouse. Ok.
Với game này thì các bạn phải đi tìm 7 cuốn sách. Ok, cuốn sách đầu tiên. For. Problem. You're doing fantastic. Okay. Good one. Và chắc chắn rằng quyển sách thứ hai bao giờ các bạn sẽ trả lời sai câu cuối cùng. Vậy cho nên các bạn sẽ ấn nhanh. Rồi bắt đầu mình sẽ đi tìm quyển sách thứ ba. Đi thẳng vào đây nào. Let's go. Đang tiến tới rồi. Oh my god, anh chàng này không lại bắt mình. Oh, anh ta chưa bắt mình. Okay. Quyển sách thứ ba. Looks like it's sweeping time. Đã có quyển sách tư. Ok, let's go. Oh my god, bên ngoài đang bị bắt. Các bạn phải đợi trong vòng 15 giây. Các bạn mới thoát được khỏi các phòng này. Rồi, let's go. Thế thì mình sẽ vào lấy luôn quyển sách ở đây ra. Oh my god, wow, bị bắt rồi, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game khác, đó chính là tựa game Siren Here. SCP 6789. Vào đây. Skip. Chiếc xe của mình đã bị hỏng lát rồi. Oh my god. Ok, bây giờ thì mình sẽ đổ dầu bên trong. Tìm ở đây xem có gì không. Thì ở trong này sẽ có một con xin ở hiên, cho nên các bạn phải cẩn thận. Các bạn phải tìm 3 món đồ xung quanh đây xem có gì không ạ. Chiếc xe thì yêu kêu. Muốn chạy vừa thì các bạn chỉ cần ấn cái này thôi. Còn các bạn muốn chạy nhanh hơn thì các bạn ấn cả hai thì nó sẽ nhanh hơn. Và các bạn muốn chạy chậm thì nó sẽ nhìn ra. Rồi, ok. Vẫn chưa có một món đồ nào. Không đi được bên nào. Khi các bạn đến gần thì các bạn sẽ bị nhiễu hình. Đó, càng lúc càng nhiễu hình thôi.
giúp chó đâu. Để xem nào, xem nào. Oh my god, đi bắt rồi. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.